Thưa quý vị, thời tiết thì ngày càng cực đoan, dẫn đến nhiều hậu quả khó lường. Trong khi Tây Nguyên thì đang đối mặt với mưa lớn, sạt lở đất, thì tại các tỉnh duyên hải miền Trung, tình trạng nắng hạn diễn ra rất gay gắt. Tại các lưu vực sông lớn, nguồn nước bị suy kiệt, mặn đã lấn sâu vào nội địa. Và tuy nhiên, theo các chuyên gia về khí tượng thủy văn, kết thúc đợt nắng nóng là sẽ có mưa lớn và nguy cơ sạt lở đất rất cao. Vì vậy mà ngay từ thời điểm này, các địa phương cần xây dựng kịch bản để ứng phó với mưa lũ, sạt trượt đất ở vùng núi và sói lở ở vùng biển. Tại các tỉnh thành miền Trung, suốt nhiều tháng qua, hầu như không có mưa. Lưu vực các hồ thủy điện cũng đang thiếu nước. Dù các chủ hồ chứa đã tuân thủ nghiêm quy trình vận hành liên hồ chứa, tuy nhiên, nguồn nước để chống hạn tại nhiều địa phương như Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, tình trạng mặn đã lấn sâu hơn vào nội địa. Theo các chuyên gia về khí tượng thủy văn, hiện tượng El Nino này sẽ mang đến hình thái thời tiết cực đoan hơn trong những tháng sắp đến. Đã hạn nhiều và nắng nhiều như thế thì sẽ có những cái cơn bão, cơn mưa mà sẽ bất thường. Bất thường ở đây là không nhận định được trước và đặc biệt là cường độ sẽ rất lớn. Chính vì vậy nên là lần này thì chúng tôi sẽ tập trung vào một số cái biểu hiện bất thường của El Nino. Dù là trong cái tác động năm El Nino nhưng nó lại có thể xuất hiện cái mưa lớn cực đoan. Không chỉ ở cái khu vực miền Trung mà còn một các cái khu vực khác trên cả nước. Và chúng tôi vẫn tiếp tục cảnh báo là cần đề phòng, đặc biệt là trong sắp tới là cái mùa mưa chính là tháng 9, tháng 10, tháng 11 ở khu vực Trung Bộ. Đây là cái thời điểm mà chúng ta cần phải hết sức đề phòng. Điều bất thường là năm nay, dù giữa mùa nắng nóng, nhưng tình trạng sạt lở bờ biển tại các tỉnh miền Trung còn tiếp diễn. Thực trạng này đã khiến nhiều địa phương rất lo lắng, bởi khi mùa mưa bão sắp đến, nhiều làng chài ven biển các tỉnh thành như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên có nguy cơ bị biển xâm thực nặng nề hơn. Vì vậy, việc lập bản đồ sạt lở ở vùng biển và sạt trượt đất ở vùng núi để cảnh báo sớm cần phải thực hiện trước mùa mưa này. Cảnh báo về cái nguy cơ sạt lở và chúng ta cần phải có những cái khảo sát, những kế hoạch chương trình khảo sát những cái vùng nào nguy cơ cao để chúng ta phân vùng nguy cơ rủi ro cao để đưa ra các cảnh báo cho người dân. Miền Trung với đặc thù là địa hình đồi dốc lớn, mưa cục bộ thường tập trung cao ở một thời đoạn ngắn sẽ gây ra lũ quét và sạt trượt đất. Vì vậy các địa phương cần chủ động ứng phó sớm với mưa lũ bất thường. Riêng tại địa bàn các huyện vùng cao của Nam Trà My, Phước Sơn và Đông Giang của tỉnh Quảng Nam, khẩn trương khắc phục những vụ sạt lở đất từ những năm trước để phòng ngừa rủi ro khó lường.